Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi bị khai trừ đảng và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15, hiện nay bà Hoàng Thị Thúy Lan còn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo một nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bà Hoàng Thị Thúy Lan là chủ tịch và là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Khi bà đã vi phạm pháp luật bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, bị ban chấp hành trung ương khai trừ khỏi Đảng, bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu thì chức chủ tịch và tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ bị bãi nhiệm. Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan có thẩm quyền xử lý việc bãi nhiệm chức danh kể trên với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bãi nhiệm là hình thức xử phạt buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở các cơ quan nhà nước. Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ngày 8 tháng 3 năm 2024 về tội nhận hối lộ, khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo. Trước đó, ngày 7 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Việc bắt bà Lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, các bị can, đối tượng liên quan, Tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.